tích lũy doanh nghiệp từ bản thân của mình. Tác giả của chúng ta, chị Trần Bích Hà, đã cho ra đời cuốn sách Dạy Con Đôi Khi Thật Đơn Giản và vừa được Thái Hà Book ấn hành trong tháng vừa qua. Và đó cũng chính là lý do để tất cả các bạn, tất cả chúng ta có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đến tham dự chương trình chúng ta ngày hôm nay có các nhân vật, các vị khách quý, và ngay sau đây là Nga thay mặt ban tổ chức chương trình xin trân trọng được giới thiệu nhân vật chính của chúng ta, tác giả Trần Bích Hà, tác giả của Dạy Con Đôi Khi Thật Đơn Giản, và một nhân vật đã được chị Hà nhắc xuyên suốt tới cuốn sách, và đó cũng chính là động lực để cho chị viết nên cuốn sách. Xin trân trọng giới thiệu bà Minh Thu, con gái của chị Trần Bích Hà. Bên cạnh là Minh Thu thì là một nhân vật đã luôn là người bạn thân thiết của gia đình, người đã theo dõi cái bước trưởng thành của bạn Bích Hà. Và xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hải. Và cũng xin trân trọng đại diện về phía ban tổ chức, đại diện công ty cổ phần sách Thái Hà, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty. Đặc biệt là chương trình có sự góp mặt của các anh chị báo chí cơ quan báo đài đã tới và đưa tin về chương trình. Và để có sự được thành công của chương trình thì không thể thiếu được những nhân vật chính của chương trình chúng ta. Đó là sự hiện diện, sự có mặt của tất cả quý vị phụ huynh, những người luôn có cái tâm huyết rằng nuôi dạy con mình sao cho thật tốt, đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Quý vị các bạn thân mến, để trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sách Thái Hà sẽ lên và có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa quý vị, tôi lên đến hôm nay, tôi bay từ Hà Nội vào đây bay ngày hôm kia, nhưng mà vào đây không phải được phát biểu và phải rất thật lòng tôi vào đây để nghe chị Bích Hà nói chuyện. Tôi không vào đây không để phát biểu hôm nay mà mỗi lần chị Bích Hà nói chuyện ở đâu thì tôi tìm một cách để được nghe. Và câu chuyện gần đây nhất là chị Bích Hà chị nói chuyện ở Transient, và bữa đó tôi được mời vào giảng cho Giáo hội Phát triển Việt Nam về kỹ năng truyền thông cho các nhà sư ấy ở Giáo Việt Nam, nhưng mà tôi phải trốn để đến nghe chị nói chuyện ở tòa nhà Transient nó kinh thành nghĩa. Nói cái điều đó có nghĩa là tôi là người hâm mộ chị Bích Hà, và những gì chị Bích Hà đã làm trong nhiều năm vừa rồi thì đối với tôi cũng có giá trị. Và khi gặp nhau thì gặp nhau lần đầu tiên thì chúng tôi nhận ra nhau, và tôi biết chị Bích Hà khi tôi làm FPT. Quý vị biết là tôi làm FPT 12 năm, phó giám đốc ở đó của Trung Dương Bình. Nhiều dự án chúng tôi làm cho Việt Nam Airlines, cũng bây giờ chị Bích Hà làm trưởng đoàn tiếp viên của Việt Nam Airlines. Và chúng tôi biết nhau, mà có thể chị Hà thì không biết tôi lắm, nhưng mà tôi biết rõ chị Hà. Thế một giờ quay lại gặp chị sau một thời gian dài ấy, thì tôi phát hiện tôi là mình già quá. Tôi là đàn em của chị, kém chị nhiều tuổi, mà tôi thấy chị giống như hai anh em. Và tôi nói thật là ngày đầu tiên gặp chúng ta, tôi gọi xin anh em ngọt sớt. Vì tôi cũng xưng, tôi không biết là con này bao nhiêu tuổi. Thế và hôm nay tôi cũng nói với quý vị một cái tin nữa, rất đặc biệt là hai mẹ con chị Bích Hà là vừa mới từ Ấn Độ về đây. Và tôi đã đặt hàng chị Bích Hà rồi, đặt hàng nhiều lần rồi, và chị Bích Hà sẽ viết một cuốn sách về cách ăn, uống, sinh hoạt và chữa bệnh như nào mà không dùng thuốc. Và tôi đã áp dụng cái cách xúc luật của chị rất tương giản, một cái giống như cái muối biển nó rẻ như bèo, và tôi thấy cuối cùng hạnh phúc chị bảo nào em xúc luật nữa ấy, thì còn tôi vơi nữa mà hồi đấy thường cầu kỳ thì sao. Thế hôm nay cũng phải nói thật với quý vị là có lẽ là Minh Thu ấy, có lẽ con ấy là cái bí quyết để cho mẹ trẻ như thế này, có lẽ là một trong những cái đó. Và có lẽ là chị Bích Hà chị đã yêu con chị đến mức độ chỉ dành toàn bộ thời gian cho con mẹ cho chị ấy. Và chị đã đọc hàng trăm ngân hàng cuốn sách để đúc kết ra những cái gì hay nhất. Chị là nhà khoa học chứ không phải là người áp dụng một cách bừa bãi. Chị đọc những cuốn sách hay nhất và tinh túy nhất để ứng dụng cho Minh Thu, để có Minh Thu hôm nay. Và hôm nay cũng phải cảm ơn Minh Thu, vì có lẽ là con ấy không hiểu con có hiểu tiếng Việt hay không. Vì chú thì nghĩ rằng con chắc là hiểu tiếng Anh, nhưng chú đã hiểu. Và bằng chứng là vừa là test nói chuyện Minh Thu bằng tiếng Việt, để cô này cố hiểu rằng có thể là cô cũng biết là hiểu rằng không, nhưng mà thấy gần đây gần gần đấy. Và cũng kể là con với mẹ vừa đi Ấn Độ về đấy. Thế thì
chỉ muốn chia sẻ với quý vị một việc là chị Bích Hà rất tuyệt vời. Mà tuyệt vời cái chỗ là chị đã ra được cuốn sách này. Chị kể quá trình nuôi dạy Minh Thu như thế nào. Và hôm nay chúng ta gặp người thật tuyệt thật. Thì rất may mắn là cháu Minh Thu có mặt ở đây. Và rất may mắn là đêm hôm nay hãy gặp Baby. Và hôm nay nếu chúng ta không gặp nhau ngày hôm nay thì gặp ngày mai không gặp đâu. Thì tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện có thật như vậy. Và ý cuối cùng, ý thứ hai, tôi cũng biết ơn Facebook. Thực sự biết ơn Facebook của người ta sao? Vì tôi làm sao tôi biết chị Minh Hà, nếu không có Facebook tôi cũng không biết chị. Chỉ biết chị Minh Hà là làm trans Việt, tức là chị làm du lịch, chị nước ngoài nhiều, nhưng mà làm chị một cách nào. Nói thật là tôi cũng không có điện thoại của chị, ngày xưa thì có, nhưng sau này thì không. Thế nhưng mà nhờ Facebook là thằng chúng tôi theo dõi những bài viết của chị ở trên Facebook. Và tôi cũng là em Nguyễn Minh, là phó tổng biên tập của Thái Books. Thì chúng tôi tìm những bài viết của chị ấy. Một thứ quá hay, và hai thầy trò bạn với nhau thử bằng mọi tìm cách thuyết phục chị ấy gom lại và ra một cuốn sách một cách tổng thể như thế này. Nhưng đấy, các tôi nói thẳng quý vị là từ câu chuyện Facebook viết ra và những hàng trăm hàng ngàn cuốn sách chị Minh Hà chị đọc và công lao chị dạy con gái chị là Minh Thu ở đây mà ra cuốn sách cũng cực kỳ không đơn giản, quý vị nghĩ đâu. Thế và đây nó là cái guideline cho tất cả chúng ta và những ai ở đây mà đang phản đối Facebook ấy, thì cũng phải xem xét lại. Facebook rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, tôi bây giờ cũng là một người nghiện Facebook. Thực sự là như vậy. Nhưng mà Facebook thì chúng ta cũng phải biết cách mà chọn lọc. Và trong những chọn lọc tuyệt vời đó là tôi chọn lọc của chị Minh Hà, là người bạn, người theo dõi đó. Và sau khi ví dụ chị hướng dẫn cho đó là cách của chúng tôi thì tôi cũng không áp dụng ngay đâu. Tôi mới hỏi lại chị, tôi hỏi rất cẩn thận. Và chúng ta cũng nghĩ là đừng tin Facebook là người ta nói cái gì mình nói trước ngay. Và như tôi, cách của tôi ứng dụng với chị Minh Hà là tôi hỏi chị về cái xúc động của chị nói như vậy thế nào, tôi hỏi cụ thể cho mới như thế nào, đang hỏi chị đã gửi cho tôi một list đầy đủ. Tôi không hiểu, tôi đã hỏi tức lượng. Và ngay cả cái chuyện cuốn sách chị dạy con chị từ một cô bé, tôi nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà do vào bàn tay của chị và do kiến thức chị tích lũy chị mới có một Minh Thu như ngày hôm nay. Thì đấy là quý vị cũng cái buổi đây quý đấy, là quý vị nghe thật chị Minh Hà chị nói xem là chị nuôi con như thế nào. Thì tôi nói thật là tôi bay từ Hà Nội vào đây để nghe, chứ không phải để nói. Thế là dành thời gian chính để nghe hai mẹ con chia sẻ. Tôi rất háo hức nghe mà tuổi ngày hôm nay. Và tôi hy vọng là quý vị không bỏ phí buổi sáng nay. Và tất cả chúng ta đã đầu tư được xứng đáng buổi sáng nay. Và tôi cũng đầu tư xứng đáng chuyến bay từ Hà Nội vào đây để được nghe hai mẹ con chị Bích Hà nói chuyện. Xin chúc mừng quý vị đã có mặt để được có buổi sáng tuyệt vời như thế này. Xin cảm ơn. Những lời phát biểu và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đã có mặt tại FIAA chính là một đơn vị trực thuộc của công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. FIAA mà là một không gian văn phòng mở và là nơi chào đón tất cả các anh chị đến tham dự các event, đến đây cà phê làm việc và giao dịch bảo hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì FIAA cũng đã gửi đến các anh chị lúc check-in một cái phiếu tham khảo nhỏ và kiểm tra về sức khỏe tài chính miễn phí, và các anh chị vui lòng có thể điền những thông tin đó và các bạn bên FIAA sẽ tư vấn với các anh chị. Và chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để cảm ơn FIAA đã hỗ trợ và cho chúng ta một chương trình và một cái hội trường tuyệt vời như này ạ. Xin chào, cảm ơn. Và thưa quý vị các bạn thân mến, ngay sau đây không để quý vị các bạn chúng ta mất thêm nhiều thời gian nữa, xin giới thiệu nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, tác giả Trần Bích Hà, tác giả của cuốn sách Trẻ con đôi khi thật đơn giản. Và minh chứng cho những phương pháp dạy con của chị Trần Bích Hà đó chính là bạn Minh Thu. Và người đồng hành thân thiết của gia đình chị và Trần Bích Hà là anh Nguyễn Hải. Và sau đây xin kính mời ba vị khách mời của chúng ta lên sân khấu và cùng giao lưu với tất cả quý bạn học. Được sáng. Xin được chào tất cả các anh các chị và các bạn. Tôi thì tên là Hải và tôi biết chị Hà từ 30 năm nay, và lúc này thì tôi rất là hãnh diện là có mặt ngày hôm nay giới thiệu với các bạn cuốn sách đầu tay của chị Hà
mà cái lời đùa cũng như cái nội dung của nó thì dựa trên cái việc nuôi dạy con là con của chị là cháu Ngô đây. Thế thì nói theo cái cách đặt vấn đề của chị là khi mà bắt đầu viết cái cuốn sách này thì nó như là một cái cuốn sổ tay làm cha mẹ hay là một cái hướng dẫn nuôi dạy con, mà thế là sổ tay hướng dẫn ấy thì phải có đối tượng áp dụng, tức là phải nói về một cái thành quả hay là một cái sản phẩm nào đó mà cái hướng dẫn này nó đang thực hiện. Và tôi xin giới thiệu, thì mặc dù giới thiệu rồi thì trong cái con mắt của tôi và trong cái buổi nói chuyện về cuốn sách này thì cái thành quả, cái sản phẩm đó ấy, thì chính là cháu từ đây. Thế thì đã là thành quả, đã là sản phẩm thì phải có miêu tả của sản phẩm đó, và cái miêu tả khách quan nhất và chuyên nghiệp nhất là nhận xét của các nhà giáo dục. Thế tôi sẽ xin là sau đây thì sẽ xin trích một phần nhỏ trong cái học bạ mới nhất của cháu Minh Thu, là ở cái trường mà cháu mới tốt nghiệp là trường Kate ở bên Nam California ở bên Mỹ. Và sau đây thì ở đây thì cái nhận xét nó rất dài, nó độ khoảng cả một chục trang và nó chữ nhỏ li ti và rất là chi tiết, và tôi rất khâm phục là bên đó người ta làm ra được những cái, người ta đã, giáo viên người ta viết về học sinh kỹ và rất nhiều lúc là xúc động đến như vậy. Thế nhưng mà tôi sẽ hạn chế những cái miêu tả về những thành tích học tập mà chỉ tập trung vào những cái nhận xét của thầy cô giáo về cái tính cách của con người Minh Thu, và để có những cái, và do qua đó thì có những cái mường tượng tốt hơn về kết quả lao động bền bỉ và cái nhẫn nại của người mẹ. Và tôi cũng chỉ nhấn mạnh vào những cái phẩm chất mà tôi cho là kết quả của giáo dục, chứ không phải là những cái gì mà mang tính thiên phú. Thì nếu mà cái này làm việc thì có rất nhiều môn, thì đây là một văn tôi sẽ xin đọc lướt qua thôi. Thì những cái điểm mà tôi nêu bật lên ở đây là gì, là đánh giá ấy, năng lực thì là cốt yếu, và nhờ đó thì min thi trong trường thì gọi là như thế, gọi là thu lấy tên là min thi có thể vượt qua mọi trở ngại kỹ thuật một cách mạnh mẽ và hiệu quả trong bất cứ thể loại văn học nào mà em gặp phải. Nhưng cái tinh thần quyết tâm và lòng can đảm thì thực sự là một vô thức, và đó cũng là những đức tính để mà cô giáo đây là đề cử em vào nhận giải thưởng văn học toàn trường vào cuối năm nay. Hay là tiếp theo là các bài toán, các bài tập của em luôn hoàn thành được tuyệt đối. Thì thực ra thì cái toán học sẽ được đợi rất nhiều nếu mà Minh Thu phát hành video dạy toán, bởi vì lời giải của em rất sáng sủa và chính xác. Đó là tôi muốn làm gì rồi. Cái tính Tây Ban Nha, bài luận của Minh Thu nói về sức mạnh nữ quyền trong cuốn sách Trăm Năm Cô Đơn thật là xuất sắc, nội dung rất là phong phú, phân tích vô cùng sâu sắc và đầy áp những ý tưởng độc đáo. Minh Thu thích khám phá và những cái yếu tố gay cấn trong tác phẩm, và em làm cái đó một cách rất là thông minh và cặn kẽ. Với những thành tựu như vậy thì em hoàn toàn xứng đáng được nhận giải thưởng đứng Tây Ban Nha của trường. Thì về môn lịch sử thì có lẽ điều hay hơn cả là hàng ngày tôi đợi Minh Thu tới lớp, sẵn sàng và hăng hái tham gia vào bài học bằng phát biểu và câu hỏi, không nề hà xông vào những chủ đề học cuốn nhất. Minh Thu là học sinh vững bực và sáng tạo của em. Nhạc jazz, Minh Thu là học sinh vững bực trong 2 năm qua tại Kate, kể cả chất lượng học tập cũng như khả năng lãnh đạo. Em luôn hoàn thành bài tập sớm hơn bất cứ học sinh nhạc nào tại Kate. Em cũng là người tổ chức và điều khiển cái nhóm của mình được vậy. Khi tôi bận với nhóm khác, bên dành nhạc giao hưởng thì năm nay Minh Thu phụ trách nhóm viola với một phong thái rất thảnh thơi, tuyệt vời và lại rất là thức quan. Tuyên dương trong cái tuyên dương về giải thưởng cái tiếng Tây Ban Nha thì thầy hiệu trưởng nói rằng người nhận được giải thưởng môn tiếng Tây Ban Nha năm nay là một học sinh có độ óc phân tích rất ham học hỏi và tư duy quan sát không mệt mỏi. Năng lực đọc phẩm sinh của những cái khác ấy, thì nó là cái viết ở đây và tôi sẽ đọc qua. Tuyên dương về giải thưởng văn học Anh
mình không bao giờ bằng lòng với việc chỉ hoàn thành bài tập, thậm chí hoàn thành tốt. Em học sinh này tìm tòi tường tận đến từng góc nét, kết hợp phân tích sâu sắc với diễn đạt đầy sáng tạo, luận văn của em luôn luôn rất độc đáo, tài tình và đầy thích thú. Cô giáo phụ trách viết rất nhiều và tôi trong này có những đoạn mà tôi nghĩ rất cảm động. Nhưng mà cô nói rằng Minh Phu không bao giờ vờ giờ luôn cố gắng hết mình và đơn thuần là yêu thích học tập. Các thầy cô cảm thấy ngợi khen những đóng góp và thành tích của em không bao giờ là đủ. Giáo viên nào may mắn được dạy em đều không đủ tìm đủ tư ngữ để giải thích được những công hiến trong học tập cũng như những ưu điểm của em và là con người đầy sự tri thức. Nhưng mà Minh Phu luôn luôn nhẹ nhàng trong cách tiếp cận, tinh thần ham học chân trình và quyết tâm đạt thành tích cao, sự thông hiểu và sức trỗi dậy thật ấn tượng để rồi em thôi thúc tất cả bạn bè thầy cô giáo phụ trách nói tiếp rằng là một trong những người nhiệt tình nhất trong cộng đồng Minh Thu, mang tất cả niềm đam mê vào những gì em làm, là trưởng nhóm dịch vụ cộng đồng đêm. Tôi hỏi mãi mới hiểu cộng đồng đêm là gì, thì nó là cái việc mà mình phải đi nó như là mang tính như là ngõ tòa cho mỗi một cái đôn của mình. Thế và phải đi thông báo cho mọi người hôm nay phải làm cái gì và hướng dẫn cho mọi người để làm theo cái đó. Thì cái công việc này là em đã khuấy động tất cả chúng tôi bằng thông báo hài hước và là thành viên tận tình câu lạc bộ môi trường. Em nhào vào giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về những tác động của mình đối với góc nhỏ của trường trên trái đất. Là đội trưởng, em làm hết tâm trí và các em trong đội làm việc không mệt mỏi trong ký túc xá, là công việc đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và quyết tâm. Tôi vô cùng tự hào về em và hết sức ngưỡng mộ em làm cho mọi người tốt lên và cũng làm cho cách trở thành một người tốt hơn. Thế thì thực là khó mà tìm được một cái lời, những cái lời phê tuyệt vời hơn những cái người này đối với lại bất cứ một học sinh nào. Và thế thì nếu mà nói về sản phẩm thì tôi nghĩ rằng đây là một sản phẩm tốt, rất tốt. Thế thì trong cái quá trình mà hình thành những cái sản phẩm đó thì dù cho là trồng cây hay trồng người thì bất cứ một cái, đối với bất cứ việc gì đó, thì cái sản phẩm muốn tốt đều phải bắt đầu từ khâu thiết kế, đúng không? Thế và bây giờ ấy, thì tôi lại phải dùng đến cái cuốn này. Nếu mà nói về cái sổ tay hướng dẫn thì đây là thành quả, đây là sản phẩm. Thế còn khâu thiết kế thì nó bắt đầu ngay từ đằng trước, ngay từ bắt đầu cuốn sách. Nếu mà các bạn dở ra đến trang 27 thì chị Hà nói rằng là bố mẹ phải xác định muốn con trở thành người thế nào. Nói rõ hơn là xác định mục đích bố mẹ muốn đạt được gì từ chuyện nuôi dạy con. Thế thì chị nêu ra 5 điểm. Một là về đạo đức và tính cách. Ví dụ lúc sắp sinh con thì tôi xác định được cái cá tính muốn có của con tôi sẽ là trung thực, thẳng thắn và chân thành, nhạy cảm, biết thông cảm và chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn nhưng không để những người lười biếng lợi dụng. Hai mặt của vấn đề, quyết tâm, kiên trì, có bản lĩnh để thực hiện những điều mình mong muốn và thực hiện nó đến cùng. Vui vẻ, biết tìm những hưởng thụ, những niềm vui lành mạnh và biết hưởng thụ những niềm vui lành mạnh. Thì cái danh sách này của tôi kéo dài được 10 dòng, có thể được bổ sung hoặc là lược bớt theo thời gian. Thứ hai là về trí tuệ, thì những điều tôi muốn con phải có logic tốt để phân biệt đúng sai phải trái trong mọi trường hợp, dựa trên những chuẩn mực tri thức và đạo đức để phân tích chứ không chạy theo những điều số đông. Luôn xem xét mọi vấn đề xảy ra một cách trình tự để hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, ham hiểu biết, không chấp nhận sự trì trệ và việc suy nghĩ theo lối mòn. Thứ ba là về học vấn, bố mẹ muốn con học thế nào, học cái gì và mong đợi kết quả ra sao. Tôi muốn con tôi được học trong một môi trường, một nơi đó con được tôn trọng như một cá tính, như một cá nhân lành mạnh, được học những môn giúp con phát triển trí tuệ và thể chất một cách hợp lý, được phát hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ép con học để lấy thành tích học và chỉ để làm cho tôi được tự hào về con. Và sau đó là những điều nữa về cuộc sống, rồi về ăn
4 nữa. Thế thì chỉ đấy là, và chị có nói là tóm lại nếu ai thực tâm muốn nuôi dạy con và muốn kiểm soát được quá trình đó thì phải làm bài tập của mình trước, phải xác định mục đích và quan điểm nuôi dạy con. Thế thì muốn có một sản phẩm thì trước tiên là phải bắt đầu từ khâu thiết kế, và khâu thiết kế đó nó bắt nguồn từ chính cha mẹ và so lại với những cái mục tiêu 19 năm trước được viết ở ở ra đây, và so với lại cái kết quả sản phẩm như bây giờ ấy, thì thấy rằng là Minh Thu đáp ứng hoàn toàn và thậm chí là vượt nhiều so với lại mong đợi của mẹ. Và tóm lại là cái thành phẩm này, nó cái sản phẩm này nó tốt hơn là khâu thiết kế. Nhưng mà để có được một sản phẩm tốt ấy, thì không chỉ là nhờ vào khâu thiết kế chỉ là cái ban đầu thôi, cái đấy rất quan trọng. Trước tiên mình phải tưởng tượng mình muốn cái gì cả, nhưng mà những cái khâu quan trọng tiếp theo sau khi mình muốn cái gì rồi, sau khi mình hình dung một cách tương đối cụ thể là cái sản phẩm mình muốn rồi, thì nó phụ thuộc rất nhiều nữa là vào khâu lập kế hoạch, rồi tổ chức, rồi vận hành, điều hành sản xuất. Nếu mà phiên ra cái ngôn ngữ đó thì những cái phần sau đó ấy, thì chính là phần lớn của nội dung của cái cuốn sách Dạy con nuôi tim thật đơn giản này. Và để giới thiệu khoảng 300 trang sách nói về cái điều đó thì tôi nghĩ là một cách xác thực và sinh động thì không có ai làm tốt hơn là Minh Thu, và tôi xin chuyển lời cho Minh Thu để tiếp tục. Cháu chào các bác, các cô, các chú và các bạn ạ. Như mọi người đã biết, cháu là Minh Thu, con mẹ Hà. Năm nay cháu 19 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông tại trường Kate ở bang California, và sắp nhập học trường đại học Brown đến Mỹ tháng 9 tới. Cháu xin lỗi sau đây sẽ chuyển sang tiếng Anh vì hai lý do. Dù được mẹ dạy từ nhỏ và luyện tiếng Việt khi về nhà, nhưng trong 10 năm qua cháu học tập và sinh hoạt ở chủ yếu ở một môi trường tiếng Anh, nên khi phải nói sâu về một chủ đề nào đó thì dùng tiếng Anh sẽ tiện hơn cho cháu. Mà đây toàn những người nói tiếng Việt giỏi hơn nên cháu phải nhờ chú Hải dịch giúp. Và phần sau cháu sẽ nói về chuyện du học và chuẩn bị thi vào trường đại học Mỹ. Có nhiều khái niệm hay thuật ngữ khó dịch ra tiếng Việt, nên cháu nghĩ là nói nguyên tiếng Anh sẽ giúp người ngồi nghe dễ hiểu hơn. Cháu cảm ơn. Thu hỏi là có phải đứng hay không thì tôi nói là thôi thì xin phép các cô, các chú, các bác và các bạn là xin được ngồi. Right, thank you so much everyone. Thank you for having me. I'm really, really excited to be here. Xin cảm ơn tất cả các cô, các chú và các bạn. Cháu rất vui được có mặt ở đây ngày hôm nay. So while preparing for this talk today, I was trying to come up with a word that perfectly encapsulated my mother. And I struggled a lot because there's so much about her, so many qualities worth mentioning, that it was hard to boil everything down to just one word. And then I was watching a TED talk by this incredible woman called Brené Brown. You should definitely check it out if you haven't yet. And I stumbled across the word wholehearted. Is there a... Oh, wow. Sorry, I can't have a presentation. Cho cái presentation kia. Chuyển đổi đây. Yes, so, sorry, as I was saying, so I stumbled across this word, wholehearted,
which if you look in the dictionary means showing or characterized by complete sincerity and commitment. Khi mà để chuẩn bị cho cái buổi nói chuyện này thì tôi xin phép dịch là tôi luôn nhé, bởi vì cái trong tiếng Anh thì cái đại từ nhân sự vui thứ nhất số ít thì nó kiểu một tới tương đương ở Việt Nam thì phức tạp hơn. Thì tôi đã cố tìm một cái từ để mà lột tả con người mẹ tôi, và tôi loay hoay mãi bởi vì có bao nhiêu điều mà để nói về mẹ, và có quá nhiều những cái đức tính đáng kể đến, và thực ra và tâm ra là rất là khó khi mà tìm ra một cái từ để mà nó cô đọng và nó lột tả. Và sau đó thì tôi có tình cờ xem chương trình TED Talk của người phụ nữ phi tường tên là bà Brené Brown, và tôi đã được nghe cái từ là wholehearted, tạm dịch là hết lòng. Và trong cái từ điển giải nghĩa ấy, thì trong từ điển thì nó giải nghĩa là chứng tỏ được hoặc là được đặc trưng bởi lòng chân thành và tinh thần tận tụy. And I think this summarizes my mother very well. She's sincere in every sense of the word. She's open and honest and willing to share her ideas. And she has this incredible determination, this commitment to absolutely everything that she does. Và tôi nghĩ là từ này thì được thể hiện được cái con người của mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi là một người hết sức là chân thành, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ của mình, đồng thời lại có cái quyết tâm rất là cao độ trong bất cứ chuyện gì mà mẹ định làm. And she brings this wholehearted energy to her professional work, to her relationships with her friends and her family, and most of all to her parenting. Her parenting has been gentle at times, firmer at times, but it's always been characterized by this complete sincerity and commitment that I've just talked about. Mẹ tôi đem cái nguồn năng lượng hết mình đó vào trong công việc, vào trong các mối quan hệ bạn bè và trong gia đình, và nhiều hơn cả là vào việc nuôi dạy con cái. Thực ra thì mẹ tôi khi thì nhẹ nhàng, khi thì cứng rắn, nhưng mà luôn luôn chân thành và tận tụy theo cái nghĩa của cái từ hết lòng mà tôi nói tới ở trên. I've observed over the years that my mom has a unique style of parenting compared to those around me. And this is both in Vietnam and abroad, everywhere I've been, in England, in America. And when my mom first told me that she was sharing parenting advice, and this was back in 2014, this was 2 years ago, I was first unsurprised because I've always known that she has a really big heart and is forever willing to help others. And also I was delighted because I've personally been taught so much by my mother. She's influenced my life in endless and unspeakable ways. Qua nhiều năm mà tôi quan sát ấy, thì tôi thấy mẹ tôi có một cái phong cách rất là độc đáo và không giống phụ huynh nào mà tôi đã gặp cả Việt Nam và nước ngoài, cho dù ở Việt Anh hay là bên Mỹ. Thành ra là cái hồi năm 2004, 2 năm trước ấy, khi mà mẹ tôi nói với tôi về việc chia sẻ kinh nghiệm giáo dục về con cái ấy, thì tôi không hề là ngạc nhiên, bởi vì tôi biết mẹ tôi có một tấm lòng rất là rộng mở và luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người, và tôi rất vui với cái việc mà mẹ sẽ làm này, bởi là mẹ đã dạy tôi bao nhiêu điều và ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng là những điều mẹ chia sẻ thì sẽ giúp ích cho nhiều người nữa. And I think it's really important to note that almost everything I've learned, so the values, the beliefs, the principles that I hold dear, I've learned from my mother. And obviously I've also learned things from my time abroad, and I've learned things from my peers and my teachers, but I just want to reiterate that the vast majority of the morals I have and the respectable qualities I've acquired, be it trust, optimism, pragmatism, compassion, are because of the hard work my mom has put into raising me. Tôi cũng muốn nói lại một điều nữa mà rất quan trọng là hầu như tất cả những cái gì mà tôi học được từ những cái mực thước về giá trị, về niềm tin, về nguyên tắc trong cuộc sống thì tôi đều học được từ mẹ. Tất nhiên tôi cũng học được từ nhiều người khác, từ thầy cô, bạn bè, nhưng mà đa phần những cái mà gọi là giá trị đạo đức hay những cái phẩm chất mà tôi
cố để mà phấn đấu để mà có được thì như là niềm tin, sự lạc quan, tính thực tế, lòng nhân ái, thì tất cả cái đó đều là công lao của mẹ. So today I'm here to share some memories with you all. Memories of times when I felt my mom really taught me a lesson or really influenced me in a profound or really meaningful way. And obviously I can't share with you every single time my mom has made a positive impact in my life. Like within like days, probably weeks. So I picked out a few that stand out to me, but just bear in mind that there are many. Hôm nay thì tôi sẽ xin được trong cái phần đầu của câu chuyện ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ một số kỷ niệm với lại các bạn qua những việc mà tôi đã cảm nhận được là mẹ tôi đã dạy tôi một cái bài học nào đó hoặc là đã ảnh hưởng đến con người tôi một cách sâu sắc và có ý nghĩa để mà tôi nhớ được để mà kể ra ngày hôm nay. Và tất nhiên là tôi không thể kể hết được bởi vì những cái điều mẹ tác động tích cực đến đến cuộc sống của tôi thì rất nhiều và phải gần nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần để mà kể ra hết được. Nhưng mà hôm nay thì xin được là chọn ra một số những ví dụ mà tôi nghĩ là đại diện nhưng mà xin nhắc lại là nó có nhiều nhiều lắm. So we're gonna start at the very beginning. Way way back when I was barely 2 years old during this memory that I'm about to share. And I only very vaguely remember the experience, but my mom has told me the story many times. So what was happening was I was crying. So this two-year-old crying, I was throwing a tantrum because I wanted something. I can't remember what, but I wouldn't say what I wanted. And I was just crying and crying and crying and crying, as, you know, a typical two-year-old would do. And so my mom gently, but very, very firmly, she pulls me aside and she says to me, look, if you want something, don't just cry. Just say what you want, and you know if you want to continue crying, then this is the funny part. She says you can go to that room. She points to another room. We have this this kind of analogy right here, and she says when you're finished, you can come out and you can tell me what you want. And then she actually picks me up and she brings me into that room. And you can imagine that only 2 minutes later, I come out and I'm like, I'm done crying. I can tell you what I want now. Here's what I want. Có lẽ bắt đầu từ cái chuyện mà tôi còn nghĩ là tôi còn nhớ từ cái hồi nhỏ nhất khi mà tôi mới khoảng 2 tuổi thôi. Thực ra thì tôi không nhớ chuyện này lắm đâu, nhưng mà mẹ tôi có kể lại nhiều lần cái câu chuyện này. Đó là khi mà có cái lần mà tôi khóc rồi thì là mình làm bậy như là một cái đứa trẻ 2 tuổi thì nó làm như vậy bởi vì muốn đòi cái gì đó. Thực ra tôi không biết là tôi muốn đòi cái gì đó cả và tôi cứ khóc không ngừng nghỉ luôn. Thế nhưng mà và mẹ nói với tôi thì rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất cương quyết rằng là nếu con muốn cái điều gì thì đừng khóc mà nói ra là con muốn gì. Còn ấy, nếu mà con chỉ muốn khóc thôi thì con vào cái phòng bên cạnh là một cái phòng để mà khóc và con nếu ý muốn của con là khóc thì vào phòng khóc và khóc đi. Thế còn bao giờ con không thích khóc nữa ấy, thì con ra đây và nói với mẹ là con muốn gì. Và sau đó thì mẹ tôi bế tôi vào cái phòng đó và các bạn cũng tưởng tượng ra được là chỉ sau 2 phút thôi thì tôi chui ra khỏi phòng và thỏ thẻ nói với mẹ rằng con chán khóc rồi và nói là con muốn gì. And even though I don't really remember the experience very well, I know that it fostered me from a really young age the ability to communicate my desires and to communicate what I want. It taught me the power of communication. I think communication is a very powerful tool. And I've been described as articulate by some people. And I think that this ability to express things clearly and straightforwardly originates from that time, over 16 years ago, when my mom taught me to say exactly what I need instead of just crying. Và dù là không nhớ lắm về cái trải nghiệm, cái sự việc này, nhưng mà nó đã củng cố cái khả năng của tôi để nói ra cái điều mà tôi muốn và nó dạy tôi cái việc, cái sức mạnh của cái việc là mình phải nói ra và mình phải thể hiện mình ra là cái gì. Và nếu mà tôi được đánh giá cho đến bây giờ thì tôi được đánh giá bây giờ là một người, một số người đánh giá tôi là người ăn nói là lưu loát và có cái khả năng diễn đạt thẳng thắn và rõ ràng. Thì cái nền móng của cái việc đó có lẽ là nó bắt nguồn từ 16 năm trước khi mà mẹ tôi bảo tôi là muốn gì thì nói ra chứ đừng có mà khóc, chỉ có mà khóc. And
And another really important lesson that I learned from that time was you need to learn how to find solutions for your problems. You need to learn to deal with your own problems. You shouldn't just use crying as a way to get pity, as a way to get people to feel sorry for you. And obviously now, crying wouldn't really be the thing I would do for a tantrum, but it's the same thing. It would be the same thing as whining or just complaining about things instead of finding a solution. Và một cái bài học nữa đối với tôi cũng rất quan trọng từ cái câu chuyện này là không phải là tức là mình phải biết cách để mà mình nói ra cái điều mình muốn và mình khi mà mình có vấn đề gì thì mình phải xử lý nó, chứ không phải là mình chỉ dậy lên đùng đùng và khóc quá, như thế thì nó chẳng giải quyết được gì cả. Và không phải là và cái cách để mà ăn vạ như thế thì không phải là cái cách thức để mà giải quyết vấn đề của mình. And I want to point out that this experience is different from when, say, I fall over and I hurt myself and I start crying, because that's a different situation. You know, that is out of my control, that is not my fault. And then my mom, and many times that's happened to me because I'm such a klutz, I fall all the time, but even when I was really young. And then, like those times, my mom would hold me and she would caress me, she would be very gentle, and she would comfort me. So my mom definitely, she's very versatile, she knows the difference between when to hold someone, to say soothing things to them, and when to confirm, and when to say, you need to sort out this problem, you shouldn't be crying. Còn một cái nữa là, tôi thì nhiều lúc là, tôi có thể khóc vì lý do khác nhau, thí dụ như vừa rồi thì lý do khác là, thí dụ như khi tôi vấp ở đâu và ngã chẳng hạn. Thì, và những ấy thì cái việc khóc ở lúc tuổi nhỏ thì cũng còn bình thường. Thế nhưng mà khi đó thì mẹ tôi sẽ không bảo tôi là muốn khóc thì phải vào cái phòng kia, mà lúc đó thì mẹ tôi sẽ ôm tôi, vỗ về tôi và xem là tôi có làm sao không, và nếu mà tôi bị sứt sẹo gì thì mẹ tôi thì lập tức là đi tìm cách để mà chữa chạy cho tôi những lúc đó. Thế thì do vậy thì đối với mẹ tôi thì hai cái việc đấy rất là khác nhau. Nếu mà đấy không phải lỗi của tôi mà tôi có cái lý do gì khóc một cách chính đáng thì mẹ sẽ có một cách xử lý khác. Còn nếu mà tôi dẫy lên đùng đùng thì tôi sẽ phải vào phòng khóc. Right, so the next memory I'm going to share, it isn't so much about a specific incident, a specific time. It's more about a habit that my mom has instilled in me while I was growing up. So when I was very young, I hated a lot of food. Papaya, for example, disgusting, I hated it, as were carrots. But my mom would still make me eat them, along with other things I hated, and in moderate amounts. And now, even though I don't absolutely love it, I can definitely eat both papaya and carrot. I can actually eat pretty much anything. I'm one of the least fussy eaters you'll ever find. So each time I wrinkled my nose and I said, I didn't want to try any food, my mom would say, very firmly again, but very gently, she would say, don't be afraid to try anything, be open-minded, be willing to be adventurous. Câu chuyện tiếp theo ấy thì thực ra là không được xác định rõ về mặt thời gian lắm, nhưng mà nó liên quan đến cái thói quen ăn uống của tôi từ nhỏ. Hồi bé thì tôi rất ghét rất là nhiều món, thí dụ như đu đủ, tôi thấy cái món này nó phải kinh lắm, và hay là cà rốt cũng vậy. Thế nhưng mà mẹ tôi thì vẫn cho tôi ăn không nhiều, cùng với lại những cái thứ khác mà tôi ghét. Thế cho nên là bây giờ thì dù cho là không thích nhưng mà tôi vẫn ăn cà rốt và đu đủ. Và tôi bây giờ thì chẳng từ chối một cái món nào cả. Và có lẽ trong một cái đám đi ăn với nhau như thế này thì tôi là cái người mà ít kén chọn nhất. Và tôi nghĩ rằng và các bạn thì cũng rất là muốn đi ăn cùng với tôi, bởi vì là trong lúc mà gọi đồ thì không, tôi không phải cái người mà nguôi ngoẩy và bảo là thích cái này không thích cái kia. Và đó là tôi nhớ đó là nhờ khi từ nhỏ thì mỗi khi mà tôi chun mũi và nói rằng là không thích cái này không thích cái kia thì mẹ bảo là đừng sợ thử những cái thứ mới, mà hãy cởi mở với lại những điều mình chưa biết, hãy sẵn sàng để mà phiêu lưu một chút. So now in my life, I've expanded this open-mindedness, that my mom taught me to more than just food. I try to be open-minded about cultures, about people, about beliefs, about values, you name it.
So every time I face a new situation, I would think back to any of the times when I refused to try a food that looked unappetizing, and my mom's words about being tolerant and being accepted. Thì thực ra cái điều mà mẹ tôi dạy ấy, bây giờ nó không chỉ có áp dụng đối với lại trong chuyện ăn uống và trong chuyện là ăn món này hay không ăn món kia nữa, mà cái câu chuyện này của mẹ ấy, thì đối với tôi là nó áp dụng để mà cái tính cởi mở này để mà tôi áp dụng trong cái việc mà sẵn sàng tiếp thu những cái điều mới trong cuộc sống của mình, những cái điều mới mẻ về văn hóa, về con người, về niềm tin, về giá trị. Và mỗi lần gặp phải cái tình huống mới lạ nào thì tôi lại nhớ đến cái củ cà rốt hay là cái miếng đu đủ như là một cái bài học đối với tôi, để mà nói rằng là dù cho là không ngon nhưng mà chúng ta phải thử đi. Và mẹ bảo là phải bao dung và chấp nhận với lại những cái mới. So this next memory I share is about a time when I was barely 6 years old, and I had started learning French at this after-school academy. Some of you might recognize it, it's called Pied-Cap. And I was new then, so all of the kids there had already learned French for a while, and I didn't know any French, so naturally I was very insecure. I was also very young compared to everyone, and on top of that, I was really shy. I was getting bullied by a 12-year-old, also knowing that. And every night I'd come home to my mom crying, and I asked her if I could stop going. My mom refused. She refused to let me quit. She said that I needed to have determination, that every time I faced a challenge, I could just give up, I just call it quits. But that's not how life works. So from then on, what happened was every night she would put on this cassette tape. We used to use it back in the day before. A cassette tape that taught French, and she'd sit there and she'd help me study French after I came back from the academy. This was every night. Câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ là cái lúc mà tôi khoảng độ 6 tuổi. Lúc đó thì tôi bắt đầu học tiếng Pháp một buổi tối ở cái trường IDCAP, là nó gọi là viện trao đổi văn hóa Pháp ở trên đường Thái Văn Lung. Thì tôi vào lớp giữa chừng khi mà chưa biết gì cả, trong khi các bạn khác thì đã học tiếng Pháp được một thời gian rồi. Thế cho nên tôi rất là run, và tôi cũng là cái đứa nhỏ, học sinh nhỏ tuổi nhất ở trong lớp. Và ngoài ra thì tôi tương đối là nhát, thế cho nên là tôi bị mấy chị 12 tuổi bắt nạt. Và cứ mỗi lần sau khi ở trường về thì tôi đều khóc lóc và xin mẹ là cho nghỉ học, không bỏ học. Mẹ tôi thì không cho, và bảo rằng là phải có quyết tâm, chứ không thể mà mỗi khi gặp khó khăn thì lại bỏ cuộc như vậy. Và từ sau đó thì mỗi khi tôi từ trường về thì mẹ đều bật băng cassette tiếng Pháp và giúp cho tôi học, mặc dù là mẹ tôi chẳng tiếng Pháp được, nhưng mà mẹ tôi giúp được cho tôi để học qua băng. And so because of this, my mom was sitting with me every night and helping me learn French. Within a few months, I became one of the top students of the academy. And within a year, I was the top of the class. And ever since that time, I have lived my life with the philosophy that with perseverance, you can achieve almost everything. And every time I face a challenge, be it academic or social or anything else, I think back to that time at the French Academy when I started at the bottom. With my mom's insistence, the determination and force of will to conquer all, I made my way to the top. Thế thì sau vài tháng mẹ tôi luyện cho tôi học tiếng Pháp như thế, thì tôi tiến lên ở cái nhóm trên của lớp, và sau một năm thì tôi đứng đầu lớp, bởi vì cũng có thể là chả ai chăm như tôi cái hồi đấy. Thế và từ đó thì tôi học được một cái triết lý sống là nếu mà bền gan ấy thì mình có thể đạt được hầu hết mọi điều mà mình muốn. Và mỗi khi mà gặp phải cái thử thách gì đó, dù trong là học tập hay trong cuộc sống, thì tôi đều nhớ lại cái hồi cái lớp tiếng Pháp mà tôi đã bỏ từ cuối lớp đó, nhưng mà với cái sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm mà mẹ truyền cho thì trở thành học sinh được tốt. Um,
So this next memory I share occurred when I was 8 years old, and my mom, Juhai, and I were in Indu. We were hiking up a mountain. And now anyone who knows me well knows that I'm terrified of worms. I don't know where that fear comes from, but it's just, and it's totally irrational. But somehow I hate them, I'm deathly scared of them. So that day, we were hiking up, the day that we were hiking up happened to be quite rainy. And so there were many worms out. And that did not work well for young Minty or anything. We were barely up the mountain when I started crying. At some points, I refused to move because there were so many worms around me. And that may seem ridiculous or really silly to many of you, but to 8-year-old me, that was one of the most terrifying experiences ever. Câu chuyện tiếp theo mà tôi kể là khi mà tôi khoảng 8 tuổi ấy, thì hồi đó là có mẹ chú Hải và tôi và Minh Thu cùng leo lên núi ở Yên Tử. Cái thời mà còn chưa có cát, mới có cát một đoạn này, chưa có lên đến gần đến đỉnh như bây giờ. Thì và bây giờ thì ai cũng biết là tôi sợ sâu và sợ rút. Và tôi cũng không biết là nỗi sợ từ đâu ra mà hoàn toàn là vô lý, nhưng mà không hiểu sao mà tôi rất ghét và sợ run cực kỳ luôn, sợ đến chết đi được ấy. Thế và chúng tôi leo, cái ngày mà chúng tôi leo lên Yên Tử ấy là ngày mưa, cho nên là run đất bỏ ra rất nhiều, và thật là thê thảm của cái thân tôi là còn bé tí như thế để leo được một đoạn. Thì tôi bắt đầu khóc ầm ĩ lên, và tôi tới một lúc thì tôi không chịu đi nữa, bởi vì run thấy nó bò lồm bồm khắp nơi xung quanh mình ấy. Và đối với nhiều bạn thì cái chuyện này có thể coi là ngớ ngẩn và vớ vẩn đấy nữa, nhưng mà thực ra thì đấy là một cái trải nghiệm khủng khiếp nhất đối với tôi từ ngày xưa đến giờ. So every step, my mom would hold me, she would comfort me, and at one point stopped. And she very, very firmly said, she said, suppose you're in a forest on your own, and that you're not with me right now. How can you afford to be scared? There are many much scarier things out there. You have to learn to face your fears, just don't let them consume you. And so we walked on, and within a few minutes, I was breathing more deeply, I was still seeing worms, but I was no longer screaming, crying. And within a few hours, I was happy and cheerful again. Thế thì mới đầu thì mẹ vỗ về và an ủi tôi và bảo rằng là không sao đâu, bởi vì nó chẳng là cái gì, vân vân. Thế nhưng mà tôi vẫn sợ và tôi không chịu đi và co rúm người lại. Thế đến một lúc ấy, thì mẹ mới dừng lại và nói với tôi rất là kiên quyết là bảo rằng là, và thậm chí là tôi nhớ, bản thân tôi nhớ cái hôm đấy tôi ở đấy, và hôm đấy là chị Hà quát luôn Minh Thu một cách rất là dứt khoát và bảo rằng là nếu mà bây giờ con đang ở trong rừng một mình đi, và con không có mẹ đi, và thì bây giờ con sẽ làm nào? Con đứng đây con khóc à? Hay con ngồi đây con dãy ruộng ở đây con khóc à? Thì con không được cho con mình sợ hãi, và còn nhiều điều hãi hùng hơn nữa cơ. Nhưng mà nếu mà con cứ gặp phải nó, con co rúm lại thế này không làm gì được. Và do vậy thì con phải có cách đối mặt với sự khiếp sợ của mình, và không được thì nó hủy hoại mình đi. Và sau đó thì tôi lập cập và bắt đầu đi tiếp, và một lúc sau thì tôi cảm thấy là dễ thở hơn, và mấy tiếng và đến cái lúc mà chúng tôi lên đến chùa Đồng rồi thì tôi đã vui vẻ và hớn hở và không còn cảm thấy là sợ luôn như thế nữa. And ever since that time, every time I fear something, and of course I still have fears, you know, I'm a human, I don't let it conquer me. I think back to that time in Yindu, and I think of my mom's firm word, and I try and face the fear head on and crush it. Thế rồi từ đó trở đi thì mỗi khi mà tôi sợ điều gì, mà tất nhiên là cũng như mọi người thì tôi cũng có những cái nỗi sợ, thì tôi cố gắng để cho nó không để nó chế ngược mình, không để nó chiếm đoạt mình, và cái cách mà tôi làm là tôi nghĩ đến cái lúc ở Yên Tử và những cái câu nói kiên quyết và cứng rắn của mẹ, và để mà tôi cố gắng đối diện đối mặt với lại nỗi sợ và xua chúng đi. So this next memory happened around the same time as you're about to see. Actually, kind of ironic. I had just come back from a 3-week summer camp at a school in England called Concord.
and I absolutely loved it there. I'd gotten my first year for independence and self-reliance. I loved it and I wanted more. And so I came home and I told my mom, I want to study in England and I want to do it soon. Kỷ niệm tiếp theo của tôi với mẹ là về mẹ là cũng khoảng một cái thời gian đó, tức là khoảng độ 8 tuổi thì tôi tham gia một cái lớp học hè 3 tháng ở tại trường, một cái trường tiếng Anh gọi là trường Phương Cóc. Thế thì và tôi rất là thích, thích lắm ấy, bởi vì lần đầu tiên là được gửi một cái cuộc sống độc lập và tự lập hoàn toàn. Thế và đến khi về nhà thì tôi nói với mẹ là con muốn sang bên Anh học và học thật sự là thích. And I think most mothers of 8-year-old children everywhere in the world, here, America, or England, or anywhere I've been, would respond to that with something along the lines of, like, are you crazy? Like, that's insane. But instead, my mom said, you know what, let's look into it, let's find out more, and she didn't rebut my idea. And so we both did research together. And a couple of months later, I was off to badminton, an all-girls school in Bristol, and one of the only schools to accept boarders as young as me. Tôi nghĩ là phần lớn các bà mẹ nếu mà có con 8 tuổi ở bất cứ đâu trên đời này, dù cho ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Anh hay ở bất cứ một đâu khác, mà đều mà nghe được một câu của con nói như vậy thì chắc là nghĩ là mè nheo, một cái sự mè nheo như vậy thì sẽ trả lời con theo cái kiểu là con điên à, hay là con mất trí hay sao. Thế nhưng mà mẹ tôi lại bảo là con biết không, mẹ con mình sẽ phải bàn nhau chuyện này và phải tìm hiểu thêm nữa. Và mẹ tôi cũng phủ toẹt đi cái đề nghị và cái ý muốn của tôi. Và sau đó thì cả hai mẹ con cùng tìm hiểu. Thế rồi vài tháng sau ấy, thì tôi sang xem cái trường nữ sinh ở trường nữ sinh tên là Badminton ở bên Anh, và là một trong rất ít trường bên Anh mà lại chất nhận học những cái đứa trẻ ít tuổi như tôi để vào nội trú. And my mom's given me freedom of choice from a very young age. She's never forced me to do this thing or that thing, or go into that career, or do that internship. She's supported me and she's given me advice when she thinks I'm making the wrong decision. But she's never done what you would call F. And because of that, I've been able to grow into someone who's independent, who's strong-willed, and who's capable of making difficult decisions by myself. Mẹ tôi thì đã cho tôi cái sự lựa chọn từ khi mà tôi còn rất nhỏ và không bao giờ ép phải làm việc này hay là làm việc kia, học ngành này hay là phải thực tập ở chỗ nọ cả. Và nói chung là mẹ tôi luôn luôn ủng hộ tôi, mẹ khuyên nhủ khi mà nghĩ là tôi đang khi mà tôi đang ra những cái quyết định sai lầm, nhưng mà không bao giờ làm cái việc mà ở Việt Nam hay gọi là ép thì không mẹ tôi không bao giờ ép cả. Và do vậy thì tôi lớn lên thành một con người, tôi nghĩ thế, là một con người độc lập, có ý chí và có khả năng tự mình đưa ra những cái quyết định dù cho là những quyết định khó khăn. And my mom's not perfect. She doesn't claim to be perfect, and perfection is an ideal we should all reject because it's impossible. It's impossible to achieve. And of course, she's made mistakes, but she always owns up to them, and that's why we converse. That's why we have a good working relationship. We talk about what I've done wrong. We talk about what she's done wrong. We talk about how we can both improve. Tất nhiên là mẹ tôi không phải lúc nào cũng đúng, và mẹ tôi cũng như mọi người thì không ai hoàn hảo cả. Thế cho nên là có những lúc thì mẹ tôi cũng làm những điều sai đối với tôi về sau, nhưng mà khi mà hoặc là đưa ra những quyết định nó không hoàn toàn là chuẩn xác, nhưng mà khi mà có cái việc đó nó xảy ra thì mẹ tôi luôn, khi mà cái người mà nhận ra cái sai ấy, thực ra nhiều khi không phải là tôi đâu mà là chính mẹ tôi, khi mà mẹ tôi bảo không, cái này mẹ sai rồi, cái này mẹ nói thế không đúng, và bây giờ thì mẹ con mình phải ngồi bàn lại. Hoặc là có những lúc thì tôi phản đối lại những cái điều mẹ tôi nói, thì mẹ con chúng tôi đều ngồi để mà bàn luận với nhau là ai đúng, ai sai, tại sao đúng, tại sao sai, để rút kinh nghiệm cho những quyết định tiếp theo. So the last memory that I'm going to share with you all happened only a couple of years ago. It was July after ninth grade, and I was at a summer school program at Stanford University.
And I was with my best friend, and we were staying in a dorm that had about 30 girls and only about 10 guys. So up to that point, I'd been to an all-girls school for a long time, and I hadn't had much interaction at all with guys. And within a week, almost all 10 of those guys, excepting those who had girlfriends, had fallen for my best friend. And if I'm honest, I was definitely a little bit jealous. I spent a lot of time making myself miserable, wondering why guys didn't like me, throwing myself like a pity party of sorts. Câu chuyện cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay thì nó là xảy ra vào khoảng độ 2 năm trước đây, vào tháng 7. Sau khi mà tôi học lớp 9 xong thì tôi có tham gia một khóa hè tại trường đại học Stanford, và tôi đi đến cái khóa hè này cùng với một người bạn học phổ thông và thân nhất của tôi, và chúng tôi ở trong một cái ký túc xá có khoảng độ 30 người bạn nữ và chỉ có 10 bạn nam thôi ở trong toàn bộ cái khóa hè đó. Thế thì đến lúc đó thì tôi học ở trong trường nữ sinh và cũng không mấy khi phải tiếp xúc với lại đám con trai cả. Thế thì chỉ sau khoảng một tuần thôi thì tất cả các bạn nam ở trong cái nhóm đấy, trừ những cái người mà vốn đã có người yêu rồi, thì tất cả các bạn còn lại thì đều quay ra là mê mẩn cái cô bạn thân của tôi. Thế thật ra mà nói thì khi đó thì tôi nổi cơn ghen tị lên và tôi suốt ngày cảm thấy rất là khổ sở, đau đớn, nghĩ xem dằn vặt cái chuyện là tại sao các bạn trai lại không thích mình, rồi tôi cứ tự hành hạ mình như vậy. And so I called my mom one night, and I complained to her that my best friend was getting all the attention, that I wasn't good enough, etc., etc. My mom said in reply, she said, "Are you jealous?" And I didn't want to admit it outright, so I remained silent. And so she continued and she said, "Look, don't waste your time on jealousy. Instead of being upset that these guys aren't paying attention to you, look at your best friend. Look at what qualities are attractive in her and try any of them. Channel this negativity that you have right now into positivity." Thế thì tôi cứ dằn vặt như thế cho đến một cái đêm nọ mà tôi gọi điện cho mẹ và phàn nàn rằng là cái cô bạn thân đấy thì kiểu tất cả mọi người chú ý, còn tôi thì chẳng hay thèm dò mó đến cả, rồi vân vân của tôi rôm rả kể lể như thế. Thì mẹ tôi mới hỏi là thế con có nghe tức không? Thì tôi thì không dám thú nhận cho nên không nói gì, nhưng mà mẹ nói tiếp là con đừng có phí thời gian và phí công sức để mà ghen tức, thay vì bực tức vì các bạn trai không để ý đến mình thì con hãy nhìn kỹ cái người bạn gái, người bạn thân của con đi và xem bạn có những cái điều gì đặc biệt mà làm nó thu hút đến vậy, và con hãy học theo bạn đi và con hãy biến những cái cảm xúc tiêu cực thành những cái hành động tích cực đi. So I learned a very valuable lesson that time. I learned that instead of being angry at the world, being angry at the things aren't going the way you want, you can seek to improve yourself. You can learn so much from the people that are around you. I learned to reject envy and jealousy. They're ugly, unpleasant emotions after all, and they affect your ability to think clearly and rationally. And I learned not to compare myself to other people, because the way I see it, the world isn't a competition. It isn't about who's better than who. Sau lần đó thì tôi cũng học được một cái bài học rất là quý giá. Tôi học được rằng là thay vì cáu giận với mọi người trên đời và thay vì bực tức khi mà mọi việc xảy ra không theo như ý mình muốn, thì mình hãy cố mà sửa đổi bản thân mình và học hỏi càng nhiều càng tốt từ những người xung quanh. Và tôi học được loại bỏ được cái tính đố kỵ và ghen tị, bởi vì xét cho cùng ra thì đấy là những cái tính rất là xấu và rất là khó chịu, và nó làm cho đầu óc bạn tăm tối đi, nó làm lu mờ cái khả năng suy nghĩ sáng sủa và hợp lý của bạn đi. Thế rồi tôi cũng học được cách là không so sánh mình với người khác, bởi vì là thế giới này thì đâu phải là chỉ là một cuộc so tài và phải đấu trường để mà xem là ai hơn ai. So if I had the time, I can enumerate at least another 10 memories, but unfortunately, we have to move on to the break. So I just want to close this section of the talk by saying that many of you may believe that parenting has limited importance, that all the qualities people possess are innate in nature,
not parents, give children their character and their personality. I think a Vietnamese expression is cha mẹ sinh con trời sinh tính. But I want to challenge that. Nếu mà còn nhiều thời gian hơn ấy, thì chắc chắn là tôi còn kể ra rất là nhiều những câu chuyện khác, có lẽ là vài chục câu chuyện nữa, nhưng mà cũng đến lúc còn phải chuyển sang phần sau rồi, nhưng mà tôi chỉ muốn nói thêm một chút về phần này. Nhiều người có thể coi rằng là giáo dục gia đình là không quan trọng lắm đối với lại cái tư chất của con người, bởi vì cái gì tư chất ấy nó là bẩm sinh, nó là bởi vì là đấy là tự nhiên chứ không phải là cha mẹ tạo nên cái tính cách hay là cái cá tính của mỗi một con người. Chắc cái câu nói của các cụ mà vẫn nói ở Việt Nam ấy, rằng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng mà tôi muốn gọi là không đồng ý cái quan điểm. I want to say that parents have the potential to be the biggest influence in a child's life. And so parenting is a task that requires the utmost sincerity and commitment, that wholeheartedness that I talked about earlier. After all, I didn't learn all those lessons I've just talked about. Lessons about facing my fears, about not letting jealousy control me, about communication. I didn't learn all those lessons from nature. I learned them from my mother. Bởi vì cha mẹ là người có cái khả năng ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của con cái. Và bởi vậy là cái việc nuôi dạy con là cái nhiệm vụ đòi hỏi cái tình cảm rất là chân thực và cái quyết tâm rất là cao của bố mẹ, cũng như cái sự hết lòng mà tôi đã nói ở bên trên. Còn đối với tôi ấy, thì những cái bài học mà tôi vừa mới kể ra như là làm sao để mà phải và làm sao để đối mặt với nỗi sợ hãi, hay là đừng có ghen tị hiềm khích và phải kiểm soát để bản thân mình, những cái bài học về giao tiếp phải biết cách nói ra vân vân, tất cả những bài học đó thì đối với tôi thì tôi có học cái đó từ tự nhiên đâu, mà tôi học cái đó từ mẹ tôi. Of the talk, we're going to talk about studying abroad. So I'm going to split this into two mini sections. First section, I'm going to give you a brief overview of my time abroad. I'm going to talk about my personal experiences, what I found difficult, what I liked about it, what I didn't like about it. And then the second part, I'm going to talk about some tips that I picked up while I was studying abroad, either that I figured out for myself or that people have told me. Bây giờ thì tôi xin chuyển sang cái phần hai của cái phần cuộc nói chuyện của mình, và thứ hai thì tôi sẽ, trong cái phần này thì tôi sẽ xin nói về việc là du học ở nước ngoài. Thế và trong cái phần đó, trong cái phần hai thì chia thành hai phần nhỏ. Một là tôi sẽ chia sẻ những thông tin là tôi đã đi du học ở nước ngoài như thế nào, và đến sau đó thì tôi sẽ có một số những cái gọi là những lời khuyên hay là những cái mẹo tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn. So this, I'm going to give you a brief overview. So I started going to boarding school right before my 9th birthday, and I went to a school girls' school in Bristol for badminton. I mentioned sport. When I arrived, I was the youngest boarder. I continued to be the youngest boarder until I left 3 years later. I was the only Vietnamese student there. And my first year was very rough. First, I was extremely homesick. I would cry almost every night. I would get up at 5 a.m. and I'd use the payphone to call my mom. And the other thing was that I was feeling very, very badly. And at that time, I stopped working at the school, handled neither my homesickness nor the bullying very well. So for the most part, I was left to fend for myself. Trong cái phần là xin kể một chút về cái cuộc đời gọi là du học của tôi. Thì tôi bắt đầu và học nội trú từ khi mà chưa tròn 9 tuổi, và tại cái trường nữ sinh ở Bristol, Vương quốc Anh. Cái trường này thì còn là Bắc Ninh Thân. Thế thì khi đó thì tôi là học sinh nội trú ít tuổi nhất, và rồi tôi luôn luôn là người bé nhất và là học sinh Việt Nam duy nhất. Cho đến khi tôi rời trường sau đó 3 năm thì tôi vẫn là bé nhất và là học sinh Việt Nam duy nhất ở đó. Thì cái năm đầu đối với tôi thì nó rất là vất vả, bởi vì thứ nhất là rất nhớ nhà, hầu như đêm nào tôi cũng khóc,
và thức dậy vào lúc hay thức dậy vào lúc 5 giờ sáng rồi thì để mà lò dò ra cái trạm điện thoại trong ký túc xá để mà gọi điện về cho mẹ. Và sau đó thì tôi, và một cái điều nữa là tôi bị bắt nạt thảm hại luôn. Thầy cô giáo nhân viên trong trường lúc đó thì cũng chẳng làm gì được cho tôi để bớt nhớ nhà hay là xử lý một cách thích đáng cái chuyện mà tôi bị bắt nạt cả. Thế thành ra là tôi phải tự xoay sở một mình. Now, being away from that source of support and encouragement was exceedingly difficult. It's interesting because when people think of studying abroad, they immediately think of independence, of the material sort, learning how to cook for yourself, pay your own bills, but that's not true in many cases, even in college. Food is guaranteed to you, accommodation is guaranteed to you, almost everything material is guaranteed to you. Khi đó thì tôi đã nhận ra một cái giá trị, một cái điều rất là rõ ràng là gia đình là cái nơi duy nhất trên đời này mà thương yêu mình và giúp đỡ mình một cách vô điều kiện. Thế còn ở cái nơi mà tôi thì lúc đó lại ở xa cái nơi đương tượng và cái nguồn động viên như thế thì thực ra là rất là khó khăn. Và tôi cũng thấy lạ là bởi vì nhiều người khi mà nói về du học nước ngoài thì lập tức nói đến cái sự độc lập một cách tự học, ví dụ như là mình phải mình tự nấu ăn này hay là tự lo các khoản chi phí chi tiêu thì mình cũng làm. Nhưng mà thực ra điều này không phải là như vậy trong nhiều trường hợp thì cũng hẳn là như vậy đâu, bởi vì thậm chí trong các trường đại học ấy thì ăn uống cũng được đảm bảo, để dưới chỗ ở cũng được thu xếp rồi, và mọi cái thứ gì mà gọi là vật chất thì đã được chu cấp rồi. So the only thing really that's not guaranteed to you is emotional support. The school is responsible for your physical well-being, but not really your emotional well-being. That's honestly up to you. It's up to you, and you only just seek out connections and find people who care about you and love you. So in essence, as a student studying abroad, you're not independent financially in any respect, but you definitely are independent emotionally, which is a really important thing to keep in mind. And my 3 years of Abington gave me much of the tenacity, the perseverance, the force of will that I possess today. That's definitely one thing studying abroad will give you. It will give you more determination, more grit, more self-reliance in the emotional sense. Thì cái điều duy nhất mà ở trong các trường nội trú như vậy không được đảm bảo là hỗ trợ về mặt tinh thần. Thế và trường học thì chịu trách nhiệm về sức khỏe thể xác của bạn, chứ không phải về trạng thái tình cảm, bởi vì cái đó nó tùy vào bạn, và chỉ có bạn và duy nhất bản thân bạn thôi là người mà phải tìm những cái liên hệ, tìm những mối liên hệ và những cái người quan tâm đến bạn và có thể thương yêu bạn. Và nhìn chung ấy, thì khi đi du học thì bạn có lẽ là vẫn phụ thuộc vào tài chính, vào gia đình, nhưng mà bạn sẽ thành ra là tương đối độc lập về tình cảm, và cái điều này rất là quan trọng và cần phải ghi nhớ cái chuyện đó. Cho nên là 3 năm ở trường Bắc Ninh Tân học ở đó thì mặc dù là tôi còn rất nhỏ hồi đó, mới 9-12 tuổi, nhưng mà hơn 11 tuổi, và nhưng mà nó đã luyện rất nhiều cho tôi về cái tính tăng cường, cái sự bền bỉ của cái ý chí và dứt khoát, thì đó là cái điều mà đi du học nước ngoài nó sẽ đem lại cho các bạn, nó sẽ giúp các bạn tạo nên cái lòng quyết tâm, cái sự bạo dạn, cái tính tự chủ về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm. So when I was 11, I transferred to another all-girls school in England called Wickham Abbey, and I stayed there for 5 years, and I left after completing my GCSEs. And I struggled a lot adjusting and fitting into Badminton, so I was better equipped for the transition from Badminton to Wickham. And over 5 years, I've managed to develop very close relationships with all my classmates, and I've met many people who I love dearly and who I'm sure to remain friends with for life. Đến năm 11 tuổi thì tôi chuyển sang một cái trường dưỡng sinh khác ở tại Anh, gọi là Wickham Abbey, và tôi học ở đó 5 năm cho đến khi tốt nghiệp GCSE, tức là gọi là cấp 2. Thì sau khi mà đã vật lộn để mà làm quen và hòa nhập ở tại trường trước là trường Badminton, thì tôi được trang bị tốt hơn nhiều để mà gia nhập vào trường mới là trường Wickham. Và sau 5 năm
thì tôi đã gây dựng được một quan hệ rất là khăng khít với các bạn cùng lớp, và tôi đã có được những người mà tôi rất thương yêu và tin chắc rằng là họ sẽ là bạn bè và chúng tôi sẽ là bạn bè của nhau đến suốt cuộc đời. That's one thing I love about boarding school that separates it from day school. You're not only going to school with your classmates, you live with them, so you get to know them on a much more intimate level. You go through everything together, you're learning, you're growing together, make so many memories along the way. They essentially become like a second family for you. And that's definitely a one thing to look forward to. So at the end of 10th grade, I transferred to America. There are a lot of reasons for doing so, which I won't really go into today. I transferred to a school called Kate in Southern California, which was about a 10-minute ride from the beach. Có một điều mà tôi rất thích tại các trường nội trú chú của tôi, thứ nhất ấy, là mà nó khác hẳn so với những cái trường ngoại trú, đó là việc mà mình không chỉ đi học cùng với bạn bè mà mình sống cùng với họ, cho nên ấy, là mọi người biết nhau rất rõ ở cái mức độ rất là thân thiết, và tất cả các học sinh thì đều làm mọi việc cùng nhau, học cùng nhau và lớn lên cùng nhau, và các bạn sẽ có bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau nữa, và bạn bè sẽ trở thành như là cái gia đình thứ hai của bạn, và cũng như là, và cái điều này đối với tôi nó rất là quan trọng, vì nó cũng như là có một cái thêm động cái nơi để mình ngắm chân về nữa. Và sau đó thì đến năm lớp 10 thì tôi chuyển sang Mỹ học, cũng có nhiều lý do tại sao tôi lại chuyển sang Mỹ, từ Anh chuyển sang Mỹ, nhưng mà xin phép không nhắc tới ở đây. Và tôi vào một cái trường ở Nam California, gọi là trường Cape, và chỉ cách bờ biển có khoảng 5 phút lái xe thôi. I absolutely loved the experience. Loved it so much. I can't even put that into words. It was a really small, tiny community. There were about 275 kids in the whole school, but everyone knew each other. Everyone was really, really open-minded, friendly, accepting, encouraging. People were passionate and engaged, and determined to help and learn. We became so close to the faculty, and a lot of them became my confidants and my mentors. Tôi rất thích trường Cape, tôi thích lắm ấy, vì cộng đồng ở đây thì tương đối là nhỏ nhưng mà rất là gắn kết với nhau, chỉ là khoảng 275 học sinh thôi, và mọi người đều biết nhau, ai thì cũng cởi mở, thân thiện và chấp nhận và động viên lẫn nhau. Mọi người thì rất là hăng hái và chủ động, cũng như là rất quyết tâm học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Và ở đây thì bạn cũng có thể là kết thân với lại thầy cô giáo nữa, và rất nhiều thầy cô giáo thì thành bạn tâm giao của tôi, và thành những người thầy kèm cặp tôi, mà tôi dùng cái từ mentor cái dịch cái gì, cái từ đó, những người mà thầy vừa là bạn vừa là những người mà hiểu rất sâu sắc mình. The reason I'm telling you this is because I think the atmosphere of many liberal arts colleges, so school colleges, I'll talk a little bit more about that later, will be very similar. So if any of what I just said enticed you, consider looking at liberal arts colleges like the Mona or Pizza. And also if you're in high school or about to go to high school, consider applying to Cape. You will regret it. And I can keep rambling on and on about how much I love Cape, but I think it would be a good idea to move on to our next section, which is any tips or tricks that I picked up while studying abroad. Lý do để tôi nói về cái câu chuyện ở Cape này là bởi vì cái không khí ở nhiều trường đại học liberal arts cũng rất là tương tự đối với như là ở Cape, và tôi sẽ nói tức là những cái trường liberal arts là cái trường đại học nhỏ hơn, và sẽ nói kỹ hơn một chút ở cái phần sau này. Nhưng mà nếu bạn nào mà vừa thấy câu chuyện của tôi về Cape và ở những cái trường đại học nhỏ, ở những cái nơi nhỏ mà mọi người đều biết nhau và cộng đồng khăng khít ấy, thì nếu mà bạn nào bị gọi là bị cám dỗ về câu chuyện đó ấy, và đang định thi vào trường đại học ấy, thì nên để tâm và chú ý tới những cái trường đại học gọi là liberal arts như là Pomona hoặc là Pizza. Thế còn nếu mà bạn nào mà định đi du học ở bậc phổ thông thì nên thi vào trường Cape. Các bạn sẽ không tiếc đâu. Tôi sẽ có thể huyên rất nhiều, tôi có thể kể rất dài nữa đến lúc là về cái điều mà tôi yêu trường Cape đến mức nào, nhưng mà có lẽ là đến bây giờ thì cũng phải là chuyển ra cái tiếp theo để nói về, và tôi sẽ nói một số về những cái
gọi là mẹ ấy, cái chia sẻ của tôi về 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 việc là nếu mà học đồn chú thì học ở nước ngoài thì nên để ý những điều gì. So before you go abroad for the first time, either high school or college, the first thing I just really want to do, and it seems pretty obvious, is pack more clothes. Because the majority of the places you'll go, even California, which is sunny pretty much all of the time, will be colder than Vietnam. So definitely invest your time in getting coats, jackets, boots. Thì nếu các bạn đi du học ở nước ngoài lần đầu tiên và cho dù là đi học đại học hay học phổ thông ấy, thì việc trước tiên ấy là các bạn để ý là những cái nơi mà các bạn đến thì hầu như đều lạnh hơn Việt Nam, kể cả ở California thì đều lạnh hơn Việt Nam, thì cho nên là các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm như là áo khoác, rồi giày dép để các thứ. Đây là mình cứ nói thế nhưng mà tôi thấy là các học sinh ở nước ngoài thì đều ít hơn là bố mẹ tưởng tượng ra là phải mặc. The second thing which I think is really important and noteworthy is bring lots of photos. So photos, posters, little things from home, mementos, you can put that. To put in your room, to hang up on walls, to put on your tabletop, it'll make your dorm room feel much more comfortable and home-like. Because your life is going to change drastically when you go abroad. It's going to feel confusing, it's going to feel disorienting, maybe a little scary at times. So it's nice to have some memories from home to be anchored. Và hãy đem những kỷ niệm ở nhà đi, những đó là những ảnh này, rồi thì những tấm hình của nhà chụp chung với nhau, hay là những cái cuốn thiếp, hay là những cái thứ mà các bạn yêu quý và gần gũi với mình, và các bạn hãy mang đi, và cái đó nó sẽ làm cho cái phòng ở trong ký túc xá của mình nó thích ứng hơn và nó cảm giác là mình đang ở nhà hơn. Bởi vì là khi các bạn đi học nội trú ấy, thì cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi một cách rất là đáng kể, và do vậy thì nhiều khi các bạn cảm thấy là hoang mang, là bất định hướng, và thậm chí là nhiều lúc là còn đang thấy hơi sợ hãi một tí. Nhưng mà nếu mà các bạn có những cái kỷ niệm từ nhà đi ấy, thì nó giúp cho mình gọi là đứng chân vững hơn. Useful tip that I have is spend some time this summer before familiarizing yourself with the curriculum in school. I've always found this really, really helpful to help prepare you academically for the environment you're about to go into. So, for example, say you're going to high school in the US and you want to take chemistry. Buy an AP chemistry book summer before and read through it. Or if you're going to college in the US and you want to take a course in American government, buy a book that gives you an introduction on the topic. I've done this almost every summer to prepare for the upcoming year, and I found it really, really helps. Các bạn hãy tốn những thời gian vào dịp hè đi, để trước khi mà các bạn đi thì để mà làm quen với lại những cái giáo trình và những ở bên trường, và tôi thấy là cái đó nó rất là có ích, nó sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị cho cái khóa học, cho cái lớp học tiếp theo của mình. Ví dụ như nếu mà các bạn đi đến một cái trường là thí dụ như các bạn đến một trường phổ thông nào đó, các bạn định lấy cái môn học hóa chẳng hạn, thì các bạn nên là mua sách hóa học, và sau đó thì trong mùa hè thì nên là đọc qua những quyển đó. Hay là các bạn đến một cái trường đại học nào ở Mỹ và các bạn muốn theo một cái khóa về chính phủ Mỹ, cái khóa về chính phủ Mỹ, thì các bạn phải mua những quyển sách về chính phủ, về cái nội dung này và đọc trước đi. Tôi luôn luôn làm như vậy trong mỗi kỳ hè, và để mà chuẩn bị cho cái năm học tiếp theo, và tôi thấy là điều này hết sức là bổ ích. The next thing I have might seem a little obvious, it's be outgoing and social. But I can't reiterate how important that is, and I'm doing it wrong. I totally get that some of you may be introverts or more quiet. More shy, that's totally okay. I definitely have my quiet times, quiet moments sometimes as well, and I definitely need time to myself. But if you want to make friends, if you want to know different types of people, if you want to learn from them, you do have to put yourself out there and make an effort. So be confident, be self-assured, and I think most importantly, be yourself. You don't have to pretend to be someone else to fit in.
If you do make that, that's going, you'll most likely end up making lifelong friends like I did. Điều này thì chắc là các bạn biết rồi, ai cũng nói đến rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn là xin được nhắc lại, tức là các bạn hãy cố gắng là để cái sự thoải mái, cởi mở, và dù cho là tôi biết rằng là có người thì thích sống lâu hơn hay là yên tĩnh hơn, và cái đó thì tất nhiên là tốt thôi. Ví dụ như tôi có những lúc là tôi cũng muốn yên tĩnh, nhưng mà nếu các bạn muốn kết bạn và các bạn muốn hòa đồng thì các bạn phải tự vươn ra và chủ động, và nếu mà các bạn muốn học từ những người bạn ấy, thì các bạn phải trước tiên là phải kết bạn được với người ta trước đó, và các bạn hãy tự tin tự chủ và hãy chính là bản thân mình. Các bạn không phải giả vờ mình là ai đấy khác mà cứ là bản thân mình thôi, nhưng mà hãy là tự tin và cố gắng và kết bạn, và nếu mà các bạn cố thì tôi tin rằng là các bạn sẽ tìm được những người bạn cả đời như là tôi đã từng tìm được. The next thing is be open to change. It's really, really important. I think change is a difficult process for many of us, and I totally get that. But I think it's really important to embrace it. And that'll definitely help you get over homesickness as well. So many things are going to feel different and unfamiliar to you. Food is going to feel different, physical location is going to be different, the people are going to be different, as are their beliefs, their values, their opinions, some of which you may not agree with, and that's okay, you don't have to. But don't actively resist the changes. Have a firm sense of who you are, obviously, and what you believe in. You don't have to sacrifice your own values and principles, but don't close yourself off to new possibilities. Studying abroad, I think, is an amazing opportunity to immerse yourself in a different way of life, to gain perspective. So appreciate every moment of it and open yourself up to new things. Và một điều tôi nghĩ rất quan trọng đấy là các bạn hãy sẵn sàng cho sự thay đổi. Thay đổi thì là một quá trình khó khăn với nhiều người, và tôi rất hiểu điều đó, nhưng tôi cho rằng điều quan trọng là mình sẵn sàng giang tay ra, mình chấp nhận, và điều đó cũng giúp cho các bạn đỡ nhớ nhà hơn, sẵn sàng thay đổi và hòa đồng. Thế sẽ có bao nhiêu cái điều khác lạ và bỡ ngỡ đối với bạn, như là đồ ăn thức uống này, rồi thì chỗ ở này, cái khác đi này, rồi con người khác, và nhất là những cái quan điểm về giá trị, về niềm tin nó cũng khác đi, và nhiều điều thì bạn cũng không đồng ý đâu, và nhưng mà như thế thì cũng không sao, các bạn không phải theo bạn, nhưng mà đừng có cưỡng mà cái sự thay đổi đó, mà hãy cảm nhận, hay có một cái cảm nhận thật là vững vàng về bản thân mình và về cái quan điểm của mình. Bạn không bị gì phải hy sinh những cái giá trị trước của mình cả, nhưng mà bạn đừng đóng cửa trước những cái triển vọng mới mẻ đang mở ra với bạn. Và thực ra đi học nước ngoài, ngoài chuyện học tập ra và kiến thức ra, thì nó là một cơ hội tuyệt vời để mà gọi là nhúng mình, lâm mình hòa vào một cái cách sống khác, để mà làm quen với lại những cái quan điểm khác nhau. Thế cho nên là hãy quý mỗi giây phút để mà mở ra cho bản thân mình những cái điều mới lạ. And on a very similar vein of thinking, be open to challenge. Challenge is how you grow as a person. The person who I was 10 years ago is definitely not the person I am now. And even the person I was 2 years ago is very different from who I am now. And that's because of the challenges I went through and learned from. So if you study abroad, through all the difficulties that I went through, I've become more resilient, more independent, more open-minded, and more tolerant. So studying abroad is going to feel different. It's going to be very, very difficult at times, but that's not necessarily a bad thing. Và cũng trong cái dòng tư duy đó ấy, thì mình hãy sẵn sàng cho mọi thử thách, chứ không phải cho những cái thay đổi, thì bây giờ là cho những cái thử thách nó lớn hơn thế nữa, và bởi vì thử thách sẽ giúp các bạn lớn lên. Con người tôi 10 năm về trước thì chắc chắn là cái khác với con người tôi bây giờ, và thậm chí 2 năm trước tôi cũng không giống như tôi bây giờ. Bởi vì tôi tại sao tôi khác là bởi vì những cái thử thách mà tôi đã trải qua và những cái điều mà tôi học được trong cái quá trình trải qua những cái thử thách đó, và những cái điều mà tôi học được từ những năm du học và những cái khó khăn tôi đã trải qua giúp tôi trở nên là dẻo dai hơn, tự lập hơn, cởi mở hơn, vị tha hơn, bao dung hơn. Và thực ra đi du học như thế này tôi thấy là một con đường
khó khăn đấy, và thậm chí là rất khó khăn. Thế nhưng mà khó khăn đâu phải lúc nào cũng là điều lợi. So I feel like I ended on a slightly negative note, so I just want to end on a lighter note. I'm just going to show you a couple of pictures of good times that I've had during my experience abroad, just to, I guess, serve as proof that there are great times, there are going to be great experiences, there are going to be a lot of things that you're going to learn during your time abroad. And yeah, I just want to reiterate that I learned so many things. I had never done dance before, and I somehow ended up choreographing my own piece with people. And I went surfing, I went rock climbing. I would never have dreamed of doing that, but it did go abroad. So yeah. Tôi cũng không muốn là phải. Tức là cái trong cái câu chuyện vừa rồi của tôi nói thì có vẻ như là nó hơi tiêu cực một chút về cái cuộc sống du học và nội trú, nhất là của tuổi nhỏ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi muốn nói lại rằng ấy là trong cái cuộc sống như thế thì nó có những cái điều mà chúng ta không thể có được nếu mà không đi du học. Và thí dụ như là những cái thời gian mà tôi rất là muốn kể, cái thời gian mà tôi ở trường kết chẳng hạn, tôi làm những thứ mà tôi không nghĩ là tôi sẽ làm, ví dụ như là tôi đi học nhảy rất nhiều này, là tôi đi học lướt ván này, là tôi đi học leo núi và tất cả những điều đó thì là những cái kỷ niệm tuyệt vời và du học ở nước ngoài đem lại. So just before we moved on to the Q&A session, I'm just going to quickly show you some pictures. So, trước khi mà chuyển sang phần hỏi đáp thì tôi xin xin giới thiệu một số những cái bức ảnh. I totally want to put this one on. So this is our friend's birthday party 2 years ago. So on weekends we'd go out with our friends and we'd have meals, we'd see movies. It's a really good opportunity to bond, to get to know your classmates better. Và đây như tôi đã nói, đây là những người bạn rất thân của tôi khi mà ở cuối tuần thì chúng tôi rất là hay đi ra, đi ăn uống rồi chơi đùa vui vẻ cùng nhau, và đấy là cái thời gian để mà biết nhau và trở nên thân thiết với nhau. In this next picture, so at the beginning of 10th grade, my school, Wickham Abbey, my old school in England, they took us on a trip, a history trip to Belgium. To learn about World War I, these were trenches, these were cemeteries, and I learned so much history then. Và tất nhiên là đây là những cái ảnh chúng tôi chụp ở Bỉ khi mà vào cuối năm lớp 10 thì trường phúc của tôi là chúng tôi đi là có một cái chuyến đi mang tính lịch sử, tức là để tìm hiểu lịch sử của sang Bỉ. Và trong cái chuyến đi đó ấy, thì tôi đã học và đã biết thêm rất nhiều về đại chiến thế giới thứ nhất rồi bao nhiêu năm rồi. So this was at Cape, I think this was at the beginning of this year. So the town that my school is at is world famous for making avocados. And so they host an avocado festival at the beginning of every year. And we can go avocado ice cream, we can go on avocado Ferris wheel. So that was a lot of fun for the weekend. The whole school came down. Some musicians from Cape actually came down and sang at the festival. It was a lot of fun. Và đây là cái ảnh chụp gần đây hơn là trường cây, ở cái vùng mà rất là nổi tiếng, người có cái gọi là lễ hội về bơ, tức là về trái bơ. Thế nên là chúng tôi làm mọi thứ từ bơ và rất là nhiều sản phẩm từ bơ, tất cả trường đều tham gia vào trong cái lễ hội. So every year at Cape there's this day called Public Service Day where you go in groups about 5 or 6 and you go to different homes or different you do different service projects. So it's an opportunity to give back to your community, to get to know new people. So this is the group that I was in. We went to a garden in Santa Barbara and we helped them maintain their grounds. Và ở cái trường cách thì những cái hoạt động cộng đồng nó cũng rất là thường xuyên, thì chúng tôi cũng tham gia vào những cái tham gia rất tích cực vào những cái hoạt động này, ví dụ như là
ở trong trường hợp này là chúng tôi hàng mỗi cuối tuần chúng tôi đi thăm mọi những người cần giúp đỡ và đây là ở Santa Barbara chúng tôi đến để mà giúp người ta để mà làm vườn bên ngoài. And this last picture here, this is a picture at my graduation at Kate. You look closely, my eyes are very swollen. I was crying for about an hour before that. Was devastated to leave. So I think that just goes to say that studying abroad is a special experience. I'm very, very lucky to have had it, and I hope that whoever does embark on that adventure does enjoy it as much as I do. Và đây là cái bức hình cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu tới lại bạn. Đây là cái lúc mà tôi vừa đi. Đây là bức hình chụp trong cái hội lễ tốt nghiệp. Và nếu mà các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy là mắt tôi đang đỏ mọng lên bởi vì là tôi đã trước đó thì đã chia tay và với lại các thầy cô và các bạn bè, cho nên là tôi đã trước đây khoảng tôi khóc liền thì trước khi chụp bức ảnh này trong vòng 1-2 tiếng rồi, thì để nói rằng đấy là những cái tình cảm của tôi dù cho là một thời gian ngắn nhưng mà dành cho trường kết rất là nhiều. Và tôi rất muốn là nếu mà các bạn nào mà muốn thi vào trường kết thì tôi sẵn lòng chia sẻ các cái kinh nghiệm. Okay, so I was actually going to do another section about how the ways of applying to American universities and what to do to prepare yourself, but unfortunately we are out of time, I really wish I could. But a really quick note is that I did a talk just on college preparation, so that means the SAT, the ACT, writing college essays. I did a two-hour talk back in December, and there is a video, a full video of that. So if you would like to know about how to prepare yourself for college, you can refer back to that video. There will be a link available to you. And the other thing is, if you have other questions that aren't answered in that video, you can get my email. I am a very busy person, so I cannot promise I will get back to you very quickly, but I will try my best to be as efficient as possible. Thực ra thì mới đầu là tôi cũng định nói thêm một phần nữa là nói về chuẩn bị để mà thi vào các trường đại học ở Mỹ như thế nào. Thế nhưng mà bây giờ thời gian không cho phép nữa thì cho nên là tôi xin bỏ qua cái phần đó. Nhưng mà cũng nói thêm là ở cái phần đó thì chúng tôi đã có một cái buổi nói chuyện khoảng độ 2 tiếng chính về cái chủ đề này, tức là thi chuẩn bị thi vào trường Mỹ như thế nào, chuẩn bị chọn trường ra làm sao, rồi thì thi SAT như thế nào, vân vân. Thì những cái video đó thì cũng có người ta tồn tại ở trên mạng, và nếu mà các bạn cần thì chúng tôi để chia sẻ. Và ngoài ra nữa thì còn có những câu hỏi khác thì mình không thể trả lời hết trong ngày hôm nay, thì nếu các bạn cứ hỏi chúng tôi thì tôi sẽ xin cố gắng trả lời, mặc dù tôi rất bận, nhưng mà thế nào thì tôi cũng sẽ trả lời. Bây giờ xin được chuyển sang tập hỏi đáp. Chắc là hỏi đáp là đối với cả